Thưa quý vị, đối với người Việt thì rồng không hẳn là linh vật dành riêng cho nhà vua hay hoàng gia, mà đã vượt qua khỏi chốn cung đình. Ở đây thì hình tượng rồng không chỉ cho thấy sự hoàn hảo về đường nét, cấu trúc, ý tưởng của các mô típ mà còn ẩn chứa nhiều quan niệm sống của người Việt xưa. Từ ngàn xưa, rồng đã là một hình tượng siêu linh trong văn hóa Việt Nam, mang khát vọng của con người vươn lên chinh phục tự nhiên và chinh phục chính mình. Con rồng vừa là biểu tượng của vương quyền phong kiến, vừa là biểu tượng của dân gian, cùng với thời gian và biến thiên của lịch sử dân tộc. Con rồng đã không ngừng được sáng tạo trong dân gian, phản ánh sự biến đổi, phát triển nhiều mặt về tín ngưỡng và văn hóa, về cảm quan thẩm mỹ, trình độ tạo tác của người Việt trên các công trình, trong những tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân xưa. Ngày xưa các hình tượng rồng do triều đình quy định khắc ở đâu, khắc với đồ án gì. Nhưng sau đó thì dân gian vì cái niềm kính ngưỡng đối với quyền lực của nhà nước, đối với biểu tượng đế vương, đối với hình tượng rồng, cho nên là họ cũng vay mượn và tạo tác điêu khắc ở trên nhiều vật liệu khác nhau, từ những cái bức cốn ở trên đình làng cho đến những họa tiết hoa văn trên bia đá của làng mình. Thành ra là con rồng ban đầu có thể là đặc quyền sở hữu của nhà vua, nhưng về sau nó trở thành sở hữu của cả cộng đồng. Theo các nhà nghiên cứu, rồng không được thờ cúng trong đình đền như những linh vật khác. Chúng thường được thấy trong tư thế nằm chầu, rồng quấn quanh cột xây, rồng nằm uốn lượn trên mái đình. Hình ảnh này chính là biểu tượng cho sự che chở, phục vụ, luôn sẵn sàng bảo vệ. Hình ảnh này được thể hiện rất rõ ở đền Kim Liên, một trong tứ trấn Thăng Long xưa. Ở đây, các nghệ nhân đã phác họa trên nóc mái đền là mô típ trang trí rất quen thuộc mà dân gian vẫn quen gọi là lưỡng long trầu nguyệt. Mô típ trang trí được cấu trúc bởi hai con rồng trầu vào một quả cầu lửa ở giữa, tạo hình đẹp, bố cục chặt chẽ. Trong rất nhiều đình chúng ta sẽ thấy con rồng nó được thể hiện một cái đầu to bất thường, như là nó hơi có tính chất là dân gian là ngoa một chút, tức là hơi bỡn cợt một chút, tức là không, con rồng nó không phải tỷ lệ thông thường mà có sức mạnh hay là nó gắn với quyền lực. Và đây là một chút hơi hài hước. Con rồng thì nó vẫn là một linh vật cao sang, vẫn là linh vật quyền quý mà đã được các triều đại phong kiến thông nhận lại. Nhưng mà nó không đủ sức để trở thành một cái biểu tượng độc quyền. Và nó vẫn sống ở trong cái đời sống thường nhật của người dân. Và đấy cũng minh chứng cho cái sức sống của văn hóa Việt. Khi mà một cái biểu tượng nó vốn rất dễ bị quyền lực hóa, dễ bị xa dân. Nhưng mà không, rồng người Việt vẫn rất là gần dân, vẫn là chan hòa cùng với cả những cái diễn sướng dân gian. Rồng trong cuộc sống hay biểu tượng trong mỹ thuật đều mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm linh, cuộc sống và suy nghĩ của con người. Linh vật rồng đã được hiện diện như một cơ thể sống tồn tại qua các tác phẩm nghệ thuật hay mỹ thuật dân dụng, góp phần không nhỏ vào niềm tin cội nguồn dân tộc.